Em chào anh em đã đến kênh Lúa Miền Tây anh em ơi. Thì hôm nay em chia sẻ anh em á về cái vấn đề mà nhiều anh em có hỏi em nè anh em ơi. Cái thời điểm bây giờ, cái hiện tại bây giờ á, lúa ở ở đây á, trà lúa mà thường là trà lúa nó làm rồng anh em. Đó. Thời điểm làm rồng á thì anh em nhớ đăng ký kênh nha anh em, đăng ký kênh để cứ sau em sẽ chia sẻ anh em á, giải quyết các loại bệnh ở ở cái thời điểm ngừa bệnh ở gia đình. Thời điểm đón đồng này nè anh em ơi, cái thời điểm này là quan trọng lắm anh em. Ở một số trà lúa ở đây là nó bị giai đoạn đón đồng là nó bị, thứ nhất là bị cháy bị lá nè, bị bệnh cháy bị lá nè, thứ hai là vàng vàng lá chín sớm nè, vàng lá chân đây nè anh em, có hiện tượng nè anh em thấy không đó. Anh em mà con thấy không đó. Nè, bị cháy bị lá luôn này vậy đó. Đó, bây giờ thuộc nó chân rồi nè đó. Cái lúa này mình nếu cái màu lúa này dễ phân là ngon lành anh em, dễ phân là ok luôn đó. Cái phân đồng á nó thì em hồi giờ hồi cái video trước em có chia sẻ đó, hôm qua nãy mới chia sẻ bó đốt đồng rồi đó anh em. Em mới vẽ xong rồi em mới tắm này rồi em đi qua quay, tại nhiều anh em có hỏi em là cái bệnh vàng lá chín sớm á, cái bệnh vàng lá anh em, cái vàng lá đó thì ở cái vàng lá thì mình ngừa bệnh ở giai đoạn nào, với anh em có hỏi em trả lời những câu hỏi của anh em nha. Một số anh em hỏi em á thì sử dụng thằng anh cho con ở mấy thời điểm rồi men có vết ở một vụ vậy mấy lần nghe anh em đó, rồi với lại cái trường hợp mà có nhiều anh em có hỏi em là khi sử dụng hoặc chất bắt lô bu cho giòn đó thì cây lúa nó lùng ở thời điểm hai mấy ngày nó lùng nha anh em đó, thì anh em ơi, nó ở thời điểm mà từ hai mươi mấy ngày nó được hai tắc ngoài là được rồi, không cần nhiều. Mà tới khi mà nó hình thành đồng ở cái thằng giống OEM18 mình thấy hình thành đồng, nó kéo anh kia em kia chịu nổi luôn anh em. Bữa hôm anh em thấy cái dàn lúa này lùng không, giờ em nhìn thấy còn cao nữa đó. Thì phân được hai em sẽ xử lý cho nó ấy lên em ơi, chứ không là nó cao quá cũng dở lắm, cao quá là mưa gió là sập chết luôn, mà nó cứ ngắt anh em nè đó. Thì như em nói với anh em là cái lúa khi hình thành đồng là cái lúa của em nó bự lắm, bự ngang nó bự lắm đó. Cây nào cái nấy bằng bằng bự hơn út nữa nè anh em đó, em thấy không rễ nè đó, mà lá lúa thằng đứng nè nào. Thì anh em làm sao mà cái lúa giữa cái thằng mà cái lá nó căng đối anh em ơi đó. Nè cái này nó còn hơi dài hơn chút nữa. Cái lá nó hơi dài hơn cái thằng chút nữa. Mà bỏ nó lùng tè đó, bây giờ mấy bữa nay mà nó tới hình thành đồng nó lên dữ lắm nghe anh em. Nè, em thấy còn dài nữa nè, em thấy còn dài nữa nè. Đó. Thì cái này nó màu vàng này là nó thuộc được lá chân này nè, từ vài bữa nữa là nó sập lá chân lắm anh em ơi. Như giống bên đây nó còn xanh nè, bên đây người ta còn xanh lè nè. Đó. Và lá chân nó nhiều nè anh em. Đó. Mà cái lúa xiêu nha. Đó thì những cái gì em chia sẻ anh em, bà con là chia sẻ thật lòng anh em. Còn ở bệnh vàng lá chín sớm anh em ơi. Anh em nên sử dụng khi mình ngừa ở giai đoạn này á, thì mình ngừa mình xịt á, thì mình xịt anh cho con nha. Còn không anh em thấy nó bị cái vàng lá chín sớm nặng quá, anh em xịt anh cô vết xanh nha nha anh em và bà con. Thì ở giai đoạn đồng, nếu mà anh em muốn ngừa giai đoạn đồng với giai đoạn chỗ điều hai cử đó nghe anh em ha, là cái cử hoặc là cái cử chỗ lẹt sẹt, cử làm đồng với cử em xịt cử này nè, là em chia sẻ anh em ba cái loại thuốc mà diệt vi khuẩn mà cháy bị lá anh em, vẫn cháy bị lá là em chia sẻ ba loại thuốc luôn. Mà nói chung mình em chia sẻ ba loại, mà em chia sẻ ba miếng rồi xong em dưới em xịt thằng anh cho con một miếng, anh cho con một miếng anh cao z và một miếng là kẽm 700 á, vì ZN700 á, là nhiều anh em kêu em chia sẻ, kêu em xịt á để chia sẻ đó, thì em chia sẻ ba miếng rồi xong á mà một tuần sau mình lấy kết quả nghe anh em bà con, kể cả vi khuẩn luôn anh em ơi, vi khuẩn cháy bị lá luôn. Để em kiếm chỗ nào cháy bị lá bây giờ nó hiện tượng nó có nè anh em ơi, đây nè thấy không? Đó, nó cháy bì lá nè, nó có hiện tượng cháy bì lá, thì em chia sẻ anh em ba cái loại vi khuẩn luôn nha anh em, là mình xịt ba miếng luôn rồi xong đó mình lấy kết quả lại nha anh em và bà con. Thì chứ không phải là em làm mà em không xịt thì em chia sẻ bà con không được, nói chung là em xịt rồi em mới chia sẻ bà con nghe, chứ không bao giờ mà em không xịt mà em đi lên em coi cái thuốc em đọc rồi xong rồi em chia sẻ anh em bà con nghe. Còn ở bệnh vàng lá chín sớm á thì anh em cứ xịt thằng anh cứ vết nếu mình chỉ nha. Nếu mặt độ nó cao mình xịt hai chữ liên tục luôn. Nó còn mặt độ nó thấp mình ngừa mình xịt, thì mình mặt độ nó thấp thì mình xịt cử này mình cách cử cách tay cử. Đó.
nghe anh em mà con. Còn cái chuyện mà anh em nhiều anh em nói em xài hoặc chắc bắt lô bu cho do ở giai đoạn mà phân đồng một mà bây giờ 26 ngày cái lúa nó lùng giờ quá, cái lúa nó chừng chừng một một gang thì cái lúa nó lùng chừng mà hai tắc à. Thì anh em ơi 26 ngày mà nếu được hai tắc là ngon lắm đó, thiệt luôn á. Thử anh em, anh em cứ để vậy đi, sẽ dễ phân được hai xong bỏ đó. Tới đón đồng anh em coi nó lên cho mà coi, tới nó ra lá đồng á, tới mà cái thời kỳ mà bốn mấy ngày nó hình hình đồng, anh em nhìn lá nó sừng 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 đẹp lắm. Anh em cứ yên tâm, không không có sao đâu. Cái này em chia sẻ thật lòng nghe. Còn cái anh em nhìn cái dàn lúa em mình đó, bỏ cái miếng này nè, em là miếng lộ qua, nó lộ qua lúa thật kỳ quá nó, cái miếng mà lùng lùng của mình đó đó, bỏ cái miếng này, miếng cao cao này nha, qua tới miếng lùng nữa đó, anh em thấy nó lùng tè không, mà nó năm tắc mấy á. Lúc đầu á mình xài đó là lúc đó nó cũng lùng, rồi sau này tới hình hành động nữa mình thấy thấp hơn người ta nhiều lắm, mà tới bây giờ nó muốn bằng người ta luôn, mình không biết gì đó. Thì anh em đừng có sợ mà hai tắc thì không có, càng được hai tắc là ngon rồi đó. Còn còn sợ nó lùng quá quá lùng á, không sao đâu anh em, cứ để đi là tới nó hình thành đồng cái lá đài này nó bự lắm nghe anh em, nó dày nữa tới có đồng á. Em chia sẻ anh em thật lòng vậy đó, rồi những cái gì mà anh em nhớ lên cái kênh nha, cái ngày mai nếu ngày mai em rảnh em xịt, rồi chắc không không rảnh nữa, ngày mốt tại mai em còn đi đi họp hành nữa đó, anh em thông cảm với em, tại nếu mà xịt á là ngày mai xịt là ngon nhất nó anh em ơi, mà tại em bận một chuyện nên em không thể là em xịt được, ngày ngày mốt em mới xịt. Còn nếu mà anh em, nếu mà mình giải phân bữa nay ngày mai mình xịt á, đó là ngon nhất luôn nghe anh em, cái này em nói thật, mà tại em bận em phải chịu thôi, nói chung là phải chịu, là ngày mà ngày mốt em phải xịt nghe anh em. Nó xịt thì em cũng chia sẻ anh em bà con là ba loại thuốc, ba miếng em xịt ba loại thuốc khác nhau luôn, để em chia sẻ bà con. Mà cái miếng mà cái miếng này á là em xịt, là em chia sẻ anh em từ đầu vụ tới cuối vụ nghe, là những cái gì em làm hồi xưa giờ, còn mấy miếng kia á, là em xịt loại thuốc khác để em chia sẻ bà con, tại nhiều anh em kêu em thử sử dụng thử qua cái thuốc kia đó, như là thì thằng ăn chết con mancozeb và kẽm 700 gì đó nó, thì để em xịt em chia sẻ cho anh em rồi con luôn, rồi kể cả vi khuẩn luôn, ba miếng em xịt là ba loại vi khuẩn khác nhau, xong một tuần sau rồi mình quay mình so sánh nghe anh em bà con đó. Anh em bà con nhớ cái kênh để em có động lực em làm những video và em thử thuốc để em chia sẻ bà con á, những cái gì đạt á hiệu quả là em cũng là em chia sẻ bà con nha đó. Anh em thấy cái miếng một cái bên mà lúc xưa em chia sẻ anh em, mà cái miếng đó là nó xịt 24 giai đoạn 28 ngày đó, giờ em lội qua đó cho anh em xem chút đi. Đây bây giờ cái lúa này là đây đây nè, là cái sử dụng 2,4 giai đoạn 28 nè, nó 28 ngày này anh em đó. Thì nói chung là bây giờ nó cũng đẹp lắm mà nó cứng, nhờ được nó cứng mà nó bị bệnh trái bị lá nhiều nha, mà nó cứng lắm đó, cứng cắn đó. Cái miếng này ngon nè, miếng này dễ sập, miếng này cứng lắm, tại sử dụng 2,4 á, nhưng mà lá chân nó nhiều nha anh em, cái này lá chân dữ dằn lắm nha, phát bệnh nhanh lắm, tay nó mập lắm nha đó. Miếng này thì tính là 10 bao phân rồi nè, miếng em miếng này 9 bao phân nha, là một công 45 kg phân đấy anh em ơi. Là bữa nay em vải, là nãy em có chia sẻ cái video trước đó là bón phân nó đồng đó đó. Còn cái video sau em sẽ chia sẻ anh em là cái miếng này em xịt cái thuốc gì, rồi miếng kia em xịt thuốc gì, mà nhưng mà cái miếng này là miếng chính nha anh em, miếng này là miếng chính nha, là em xịt từ hồi đó giờ em làm sao em chia sẻ gì. Còn mấy miếng kia là miếng nào em nói em thử là em thử nghe anh em bà con đó, thì cái miếng nào em thử là thử, cái tuy là cái miếng này là nó bây giờ hiện tại bây giờ nếu trong ba miếng em thử thuốc ấy, thì cái miếng này là xấu nhất nha, nhưng mà em vẫn quay cho anh em luôn, nó là cái miếng này là em chia sẻ anh em là nó bệnh nhiều nhất trong ba miếng của em, mà cái miếng này bỏ miếng này miếng kia không không có một miếng bệnh luôn. Là em xịt một cữ thuốc là giai đoạn hai mấy ngày em mới chia sẻ anh em, là cái thằng Ninja với thằng Casumin anh em, nó hai thằng cộng lại quốc á đó. Thì hai thằng đó là nó hợp với thằng OM18 là nó lưu dẫn cực kỳ hay à. Lúa mấy anh em mà bệnh đậu ôn mà nặng nặng anh em để xuống cái một đứng lại liền đó, thiệt lúa đẹp lại luôn.
Đó, cái này em chia sẻ anh em thật lòng nha, bởi vì khi mà em làm gì là em phải có minh chứng hết trơn anh em ơi. Ngày mai ví dụ em xịt như nào em có minh chứng ở chỗ gốc mốt chứ, ngày mai mốt gì đó. Nếu mà mai em rảnh giờ là em xịt miếng nào trước, rảnh thì em xịt nha anh em bà con. Nó còn không là ngày mốt em mới xịt được. Ngày mai em còn đi 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 họp nữa. Anh em thông cảm em nha. Đó, còn nếu anh em mà có rảnh cứ xài giải phân bữa nay. Ngày mai mình xịt liền. Nhưng mà anh em nhớ cái đồng 2 ly anh em ha, vải nghe anh em, cái vụ hè thu này. Đó. Đồng đúng 2 ly á, thì cái cách xé đồng thì nhiều anh em mà cũng biết rồi. Nói chung em cũng muốn chia sẻ lại, em có chia sẻ rồi nhưng mà em cũng muốn chia sẻ lại. Đó, thì anh em nhớ cái cây lúa sao mà anh em làm sao mà to bằng bằng ngón út trở lên là ngon lành nha. Đây anh em xem nè. Rồi em chào anh em nha. Rồi em chia sẻ anh em tới đây thôi anh em ơi, mời coi.